Chào tất cả các bạn, và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin chia sẻ với các bạn những thông tin về du học New Zealand. Thì nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên Việt Nam đang có nhu cầu học tập tại New Zealand ngày càng gia tăng, thì chính sách visa dành cho sinh viên cũng được thay đổi. Theo đó thì các thủ tục xin cấp visa sinh viên cũng được đơn giản hóa và việc chứng minh tài chính thì cũng dễ dàng hơn trước đây. Thủ tục xin du học tại New Zealand gồm các yêu cầu như là kết quả học tập, thư chấp nhận học tập và thư chấp nhận chỗ ở của học sinh tại New Zealand do trường học của bạn cấp, và chứng minh tài chính nêu trên và giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, lý lịch tư pháp được cấp bởi Sở Tư pháp của tỉnh, thành phố nơi mà bạn đăng ký hộ khẩu thường trú đối với những bạn học sinh trên 17 tuổi. Tất cả các loại giấy tờ trên đều phải được công chứng và dịch thuật. Thời gian làm hồ sơ thì sẽ từ 3 cho đến 4 tuần với chi phí là 225 đô la Mỹ. Thủ tục chứng minh tài chính để được học tập tại New Zealand thì được xét duyệt dựa trên từng điều kiện cụ thể của mỗi gia đình học sinh và cũng được xét theo một cách công bằng. Nếu không đủ điều kiện về hồ sơ tài chính thì phụ huynh có thể là vay tiền học phí và các chi phí khác trong suốt thời gian học tập tại New Zealand tại một ngân hàng tại Việt Nam dưới sự đánh giá và bảo lãnh nguồn tài chính của gia đình của một ngân hàng Việt Nam. Đây là một chính sách mới và hết sức linh hoạt của chính phủ New Zealand nhằm khuyến khích và thu hút du học sinh quốc tế. Chi phí học tập và sinh hoạt thì đây cũng là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến quyết định du học của bạn. Bởi muốn đi du học thì trước hết bạn phải xem là khả năng tài chính của mình có đáp ứng được hay là không. Và mức chi phí để du học tại New Zealand trong thời điểm này thì không cao, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó thì New Zealand còn có cơ hội học tập và làm việc dành cho du học sinh quốc tế. Việc làm thêm trong quá trình học cũng là một yếu tố quan trọng đối với du học sinh, nhất là những bạn có khả năng tài chính không cao. Bởi làm thêm thì không chỉ mang lại cho sinh viên những kiến thức thực tế, những cơ hội để trau dồi văn hóa, và hơn nữa thì nó có thể là giúp sinh viên trang trải được một phần chi phí trong thời gian học tập. Nếu học tập tại New Zealand thì bạn sẽ có cơ hội làm thêm là 20 giờ một tuần trong các kỳ nghỉ và không giới hạn thời gian làm thêm. Với mức lương trung bình bạn nhận được là từ 13 cho đến 18 đô New Zealand trên một giờ, và nếu như làm part time tại các văn phòng thì mức lương còn cao hơn. Như vậy nếu như mà bạn chịu khó đi làm thì bạn có thể là tự mình trang trải được cái chi phí sinh hoạt. Và hiện nay thì chính phủ New Zealand đang khuyến khích các bạn học sinh, những người thật sự yêu thích đất nước này ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp tại New Zealand thì được phép ở lại 12 tháng để làm việc và tích lũy kinh nghiệm. Có thể nói thì cơ hội định cư tại New Zealand đối với các bạn là du học sinh là rất cao, và cơ hội định cư là một trong những lý do thu hút được nhiều sinh viên du học tại xứ sở Kiwi này. Tân Đại Dương cũng xin giới thiệu cho các bạn sơ qua về cái chi phí sinh hoạt khi bạn học tập tại New Zealand. Thì chi phí sinh hoạt bao gồm đi lại, ăn ở thì trung bình khoảng là 15.000 đô la New Zealand trên một năm. Về phí thuê phòng thì ở chung với gia đình người New Zealand thì sẽ dao động từ 200 cho đến 250 đô la New Zealand trên một tuần. Cái này đã bao gồm ăn và ở. Thuê nhà chung với bạn thì chi phí sẽ dao động từ 100 cho đến 250 đô la New Zealand một tuần một phòng. Ở ký túc xá thì cái mức chi phí sẽ là 150 cho đến 250 đô la New Zealand trên một tuần. Bên cạnh đó thì khi đi du học New Zealand bạn phải có các phí như là phí khám sức khỏe là 700.000 đồng. Còn về hồ sơ du học New Zealand thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam theo địa chỉ quận nhất, quận 5, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn New Zealand của Tân Đại Dương hỗ trợ miễn phí cho bạn. Khi nộp hồ sơ xin visa du học thì việc chứng minh tài chính là rất quan trọng. Như vậy thì sẵn đây cũng xin chị Lisa chia sẻ để các bạn học sinh sinh viên cũng như là quý phụ huynh được biết rõ hơn về vấn đề này ạ. Các bạn cần phải nộp bằng chứng là
chứng minh rằng bản thân bạn cũng như là gia đình bạn có đủ tài chính để chi trả trong 12 tháng đầu tiên của khóa học, hoặc là trong suốt khóa học nếu như mà khóa học của bạn là dưới 12 tháng. Các bạn cần phải chứng minh số tiền tương đương đó là 12.000 đô la Mỹ hay là 15.000 đô la New Zealand cho cái phí sinh hoạt trong vòng 1 năm đầu tiên. Nếu như mà khóa học của bạn là dài hơn 36 tuần, với những cái khóa học ngắn hơn 35 tuần thì các bạn phải chứng minh số tiền tương đương đó là 1.000 đô la Mỹ hay là 1.250 đô la New Zealand trong 1 tháng. Và các bạn cũng cần phải chứng minh là mình có cái nguồn tài chính liên tục và ổn định để hỗ trợ toàn bộ cái kế hoạch học tập. Và các bằng chứng này thì phải chân thật và có thể là xác minh được. Các bằng chứng về tài chính có thể đó là nếu như mà bạn được một người New Zealand bảo lãnh kèm với cái lời giải thích về cái mối quan hệ giữa bạn và cái người bảo lãnh này, và cái tài khoản ngân hàng của bạn thì bạn phải thể hiện rõ được là cái quá trình gửi tiết kiệm định kỳ, và phải giải thích được là cái tài khoản mới mở hoặc là số tiền tiết kiệm lớn khi mà bạn mới gửi tại ngân hàng bằng cách là nộp các giấy tờ chứng minh về cái nguồn gốc số tiền đó. Hoặc là bạn sở hữu một cái tài sản có phát sinh từ các nguồn thu nhập khác, ví dụ như là cho thuê nhà hoặc là bán đất chẳng hạn. Hay là bằng chứng là ba mẹ bạn là một cái chủ doanh nghiệp, thu nhập hiện nay của cái doanh nghiệp đó là bao nhiêu. Vậy là khi có vướng mắc về các giấy tờ tài chính thì các bạn hãy khoan nộp hồ sơ để khỏi ảnh hưởng đến cái kết quả hồ sơ của bạn. Và các bạn hãy có thời gian để chuẩn bị cái hồ sơ của mình là một cách tốt nhất. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.